một ít vào tủ đông nhưng là một ít cuốn trước. Ừ. Mẹ đã đá nổ rồi. Nổ mà bữa nay thể thao hết nhỉ. Mãi em ơi, tai heo đu đủ. Đây. Giới thiệu anh này. Đấy, tai heo đu đủ rồi rồi súp xoài. Đồ thương các loại. Tốt rồi. Này là cá chấm đen ra sơn đưa vào nha. Đây hai món quê này, giò mỡ nha. Mình ăn toàn ăn quê không nên ăn. Đây này. Đây quê nha, quê đặc sệt luôn đấy. Đúng quê. Đó, ăn rau sống luôn. À, giới thiệu các bạn thương hiệu rượu thương hiệu rượu Lâm Cu Ken nhá. Đồng đồng. Anh Trung ngồi hẳn vào chỗ anh Giang luôn đi cho nó đấy, tướng tướng luôn nhá. Còn đứa nào nữa không? Ai đâu? Sao bảo ước định? Bảo ước định mãi luôn qua một đôi luôn. Tuy nhiên, đây thấy điện thì Thang bảo là thể chất xúc ra qua một đôi qua thì có. Anh học lớp mấy rồi? Trả lời sao? Trả lời sao? Không có quạt bàn à? Trả lời sao không? Không. Con học lớp 2. Đâu ơi? Ở trên phòng có cái quạt cây đúng không nhỉ? Là vài miếng rau cho nó ăn luôn. Nó gọi là giấm mẻ đấy. Vào đấy. Đâu hết rồi, nhanh lên. Miền về chở bà. Gần đây không? Cái gọi này mà nếu mà cuốn thân tí bún với lại cái bánh kia ăn cũng nào cũng hết được. Này phải ăn vã về hết được rồi. Ba đĩa to. Nguyên ba đĩa này là mình làm cho em. Nhà hàng là 300.000 đĩa. Tiền vốn của nó là vào đã nếu mà tiền vốn của nó là đã hơn 500.000 rồi đó. Đúng rồi. Tôm mấn cân tôm. Mấn cân thịt. Cái rau thơm với lại đồ này còn phải vào cả 200.000. Thiếu rồi đâu mà. Mua cơm. Ăn đi. Coi sang cho bà thằng ăn luôn. Ui giời, bà bông bên kia. Đâu đây nào. Đây có 4 người à. À, mời kia nhá. Thôi, anh em mình cứ chưa. À, mời anh em. Đưa bình ly à. Bình ly bình đâu. Bình ơi. Đó, sức khỏe. Đó, đúng rồi ạ. Ôi giời, này có tí quả quê của vợ chú Quỳnh mang vào. Và... quê hết đấy. Quê hết. Bông bắt ở ao cái thịt heo mang quê vào. Thịt heo mang quê vào là đâu, cái tai mua, cái tai với chỗ ít mặt mua cái này. Em tự lấy được mà. Ăn đi anh ơi.